làm là gà bó xôi đúng không? Đúng rồi, đùi gà bó xôi đó, à. Bó xôi anh bỏ công sức ra làm để anh gửi tặng cho các anh em YouTube, các cho YouTuber. Dạ dạ em cũng là hai mặt anh em cảm ơn anh nha, cảm ơn đến anh, cảm ơn quá. Làm lâu không anh? Hả? Cái này làm lâu không? Chiều giờ anh đi làm về 5 giờ tới giờ đó. Có vợ anh phụ cho anh làm dư lát nữa phát luôn. Dạ. Dạ ok, mời tụi em ăn ha. Ăn cả nhà gắt ngon. Review đó. Review đi anh, thoại vui vẻ. Cái này anh tự làm luôn. Dạ. Dưa chua này. Cái này anh không làm ba. Cái này mình mua. Dạ. Đây là anh Việt nha cả nhà. Rồi anh Việt này trước đó xin tặng áo mưa cho cô bạn này, gửi tặng cho các bạn YouTube cả nhà. Dạ. Chứ cũng vậy, YouTuber. YouTuber, dạ. Anh cứ gọi là YouTuber. Rồi, sao em nói dạ. Ở đây có nhiều người không? Cách mười mấy anh. Có nhiều người đấy anh. Nhưng mà bàn này đủ. Đủ, anh em theo đủ. Dạ. Nhưng mà cái áo mưa bữa anh tặng đó, ai cũng khen đẹp ấy. Em mặc ai cũng khen đẹp ấy. Cái là gì anh? Gà bó xôi. Anh làm để tặng YouTube, YouTube á, mấy anh em truyền tải thông tin giới thiệu món ăn giùm anh đúng không? Không phải, không, anh làm, anh làm để mai mốt nếu mà tụi em góp ý ngon á thì anh để phát từ thiện. Buổi tối tại vì bắp nướng thì cô Ba làm không nổi, cô Ba anh không đẹp. Lúc trước cũng là phát áo mưa ở đây rồi. Rồi. Rồi, mời anh em ăn thử nha, góp ý thì làm thử cho anh em. Thử coi như vậy thử. Em tự làm ở nhà nếu mà ngon anh sẽ làm. Rất là cảm ơn. Ok, anh rất là nhiều và chúc anh rất là nhiều sức khỏe. Rồi, vui và từ về đi mấy cả nhà. Khi đại diện anh. Ở đây tôi còn nữa nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Ok. Đó rất là nhiều. Quá trời luôn. Rồi luôn. Dạ rồi. Rồi mời anh em tất cả anh em YouTube lại đây nha. Chị Thủy ơi. Chị Thủy tiếp tục có gà bó xôi. Đây. Đứng cầm đi. Chạy vô kìa, xe vô mấy anh ơi. Xe vô. Chắc mấy xe đó ra giùm em đó. Này, qua đây nào, qua đây nè. Ôi, rất như là mấy bữa nay như là mấy YouTuber như là lên luôn à. Bây giờ sáng này là của ai vậy? Ôi, của anh Việt, anh là gì nè, để em nói giùm cho. Ảnh là ảnh làm cái này rồi. Giờ cái máy là tôi tưởng tượng nhiều mà. Nếu mà không vậy. Dạ, không vậy. Làm tuần này để cái này viết lắm chặt chắc là phần nội dung cái gì là chuyên nghiệp à? Để bữa nay mấy anh YouTuber như là còn thiếu mấy còn thiếu một cái còn thiếu áo là còn thiếu một người chị nữ nữa đúng không? 3 triệu tầm 3 triệu đủ nữ đủ hả? Có đâu cái thạch đó, thạch 3 triệu cũng bên có nhiều loại gì còn cặp với như bạn của bé hậu nữa. Có một anh em mang đó. Em đẻ rồi. Ủa mà chưa chụp chưa. Mỗi anh chị là hai cái. Anh nhất là đơn nhất là anh của em. Anh mình nghĩ anh của em mới bằng đầu luôn, anh của em nói là anh muốn giúp em, anh của em luôn mà anh bỏ em giờ. Sao anh bỏ em vậy? Bỏ cho anh. Anh bỏ em mà sợ, em sợ. Đi chị mua bắp cái này nè anh trai ơi. Xe em hát cho anh đem hát. Bắt đầu phát. Lúc mà em chưa có cho YouTube quay á, lúc ảnh lại quay á thì nó thôi anh ơi đừng có quay. Cái nói anh muốn quay em hàng ngày à. Lúc mà em chưa có cho quay á, em bán bên kia á. Thì anh lạnh quay cái em nói thôi em không có cho quay đâu. Cái anh ngồi chung với anh phía với em thì bố á. Cái anh nói anh muốn quay em hàng ngày. Xe không có thắng. Bây giờ thì quá dữ thì gáp. Thì gáp. Để cho mọi người biết 5 giờ nhiều vậy.
thiếu mặn mặn bay lóc đó chị ơi, mặn mặn bay lóc. Anh ơi, để anh lên vừa có một cái quyển ước về nhỏ của anh phải không? Dạ. 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 Thấy anh đây là phòng bà chị. Đó, đó, đó. Lên nè phải không? Lên rồi, lên chưa? Có lai chim được chưa? Ủa lai. Rồi giờ khác thì giữ phần quà này chúc mấy anh YouTube luôn luôn khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống của các anh YouTube luôn yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong vì hiện tại nha. Mấy anh YouTube có đi đâu rồi quá thường thường đi luôn nghe không? Đi tới đâu giúp đỡ mấy anh YouTube đi đó nha. Không có lên tranh nữa nghe không? Không có lên tranh nữa nghe không? Cảm ơn em. Cảm ơn em thương chị thời gian qua nha. Ok. Rồi. Vô đi mấy bạn. Rồi bây giờ cái món này cũng lên YouTube nè. Để anh nè. Món gì vậy? Món gì vậy? Là sao? Ở trong là ở ngoài là sôi, ở ngoài là gà. Gà gà bó sôi là sao? À thì sôi ở ngoài gà gà trong đó. Ủa vậy hả? Mấy anh ơi, mấy anh chủ hóa mấy anh bằng áo của năm hút đi để cho ba chị em tố chị em quen chờ mình chứ mấy anh ấy làm kỷ niệm được không? Em nghĩ vậy hả? Đây nha cả nhà, chị cầm dành mình nha. Có nhiều rồi, có nhiều rồi. Đánh cái thạch chị cho con chị ơi. Đánh cái thạch chị cho con chị ơi. Chị lúc nào cũng tin hết á. Hai cái đùi gà, hai cái bánh bao về cho con. Lấy gì cho con anh chị ơi. Đi ra đi, để con quay. Rồi chúc mừng chụp hình nha cả nhà ơi. Đủ quá không? Không có đủ lấy bánh bao đi rồi mấy anh. Rồi. Anh em cảm ơn em của anh đi đồng hành của em cảm ơn mấy anh chị YouTube rất là nhiều luôn nha. Rồi cảm ơn hoài cô ba ơi, được phần cô ba ơi. Trời ơi cảm động. Đây lấy là cháu cầm luôn. Đây cả nhà. Cầm lên hả? Đây là món chăn gà sôi có nhiều. Cảm ơn mấy anh chị nha. Cảm động luôn anh. Ôi rơi đi mất luôn. Đây là nhà đi mất luôn. Rồi cảm ơn. Chào anh Khang Trương ạ. Mấy anh YouTube được có để cái áo làm kỷ niệm. À xíu nữa chuẩn bị chụp hình liền đó anh Tuấn Trinh ơi. Anh chị Tuấn Tuấn Trinh. Anh thấy khi chủ nhật. Cho anh để nhiều điện thoại có để áo làm kỷ niệm nha. Rồi cảm ơn cả nhà, Vương cảm ơn cả nhà. Rồi chào anh Hiệp Phố à. Để phần cho chú xe ôm với chị. Để phần cho chú xe ôm. À. Không có nhận đâu. Chẳng đoán mà. Để anh nhận với chị ơi. Rồi để chị phát. Chị chỉ cả chú giúp em cái, em đang live stream em cầm không được. Kênh của bạn không có kênh của em. Mặc đồ chúng ta. Mặc áo vô đổ một hồi hộp luôn nè. Cái nhà nghe. Ồ, qua đây nè. Đây là quà của cô ba tặng cho các anh YouTuber nè. Cái nhà ơi. Superman nè. Man. Superman. À, cái nhà thấy áo đẹp không cái nhà? Đẹp quá đẹp à. Nhưng mà do mấy anh YouTuber đi riết cho nên không đỡ bụng, bụng anh nào cũng bụng quá ghê quá. Bụng sâu. Anh em cùng ăn đi rồi cho ý kiến để anh chuyện anh biết á, anh còn đi làm cái này nhiều hơn nữa nè. Để anh cho tặng phát cho những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn vô gia cư á. Phát đồ ăn. Đó, để ăn cùng nè, anh em đang cùng. Ăn chung thôi. Chủ yếu là ăn cơm ăn thôi. Mẹ người muốn ăn. Ngon quá, cái bụng nè, nãy ăn cơm bắp.
tại vì anh mới làm lần đầu á, cho nên là anh em thử. Chứ đang quay phim chứ làm gì? Cái gì vậy? Chưa tắt nè. Gà bớt sâu hả? Thử đi. Nè, ngừng chút miếng ăn đi. Ăn đi. Nè, bẻ ra đi. Rồi, kiếm chỗ nào ngồi hãy đỡ. Ngoài là xôi nè bạn. Hơi nóng. Này gì đấy? Ngon lắm cả nhà ơi. Ừ. Ngon. Cảm ơn anh Diện ạ. Anh Diện chắc nhiều người cũng không biết anh Diện là mạnh thường quân đã từng tặng áo mưa để giật quanh tay để mà phát cho các anh em YouTuber khác á. Hôm nay là anh Diện đã làm những cái chân gà bó xôi này để mà gửi cho anh em YouTuber ăn trước để cảm nhận có ngon không. Nếu mà ngon anh Diện sẽ làm tiếp để mà gửi tặng cho những giống người có hoàn cảnh khó khăn vô gia cư là ở dưới hè cả nhà. Okay. Đó. Nè. Ăn chưa? Cho ăn em coi cho. Đó anh à. Thấy xôi nè. Quá là ngon luôn cả nhà ơi. Em thấy gà nó cũng ngon. Ngon. Ngon ghê á. Thử đi. Đừng kém. Kém luôn. Đây là vô cái chua cả nhà. Đừng nhảy nha. Cái này là cũng là anh Biển anh làm. Đó. Video ăn nhiệt tình quá. Giấu mặt. Hả? Video chỗ nào cũng thấy hết trơn á. Mày đưa ổng cái đùi kìa. Cái hộp mà anh ăn hết nữa. Mẹ cho anh đùi nè. Sao các anh ăn mà không nhường cho em gái anh rồi. Ngon quá. Hết rồi. Thằng ơi không anh các anh lớn mà các anh không nhường cho em. Chưa có bạn của mình cứ chơi kịch hoài. Cái đó là cái công trình đầu tiên của ta test luôn, cho mình đi test anh là một số anh chúng tôi đang review cái món gọi là gà bó xôi của anh Việt Mạnh Thường Quân ở phía bên kia. Ok. Ăn được không mấy anh ơi? Dạ ngon. Ngon chứ ngon. Gốc biết mà ngon. Dạ đúng rồi. Làm theo cái cách này luôn. Dạ mà đây là anh nấu hầu áo mưa với lại gà này. Để em đi chụp hình rồi một cách để em lên màn hình chính thủ này. Rồi. Em mong cảm ơn anh rất là nhiều. Em giỏi hơn anh dữ lắm rồi. Em hai mặt khác làm YouTube đây và những anh cho quà cho bánh YouTube áo mưa nè. Bây giờ tới gà bó xôi nè. Em cảm ơn hai anh, cảm ơn hai cảm ơn anh thì có em thì cảm ơn tất cả anh YouTube mà chưa có mặt ở đây, cảm ơn anh rất là nhiều. Chụp hình đi chị. Rồi chị. Rồi cảm ơn anh à, cảm ơn nhà. Rất cùng đi. Chụp hình đi rồi lên đi lên mình chị. Rồi ạ. Chụp hình đi rồi lấy mình. Rồi đi chị. Rồi bán cái. Cái sai không? Đúng rồi, nóng luôn á. Chụp hình đi chị, anh Thuận ơi. Bây giờ một người thì ở ngoài trước thì ngồi. Dạ.
hai ơi. Xong đây, xong đây, sắp xếp xong đây rồi chị hai nha. Ốc về không? Ra nào. Chị Mũi ơi. Anh để em nghe anh. Cái chị này trai, cái chị này trai nghe. Đưa cho mấy này ơi. Để em xếp nha chị. Ra cái đi. Phen, phen. Tiếp tục phỏng vấn. À, mình có trực tiếp mà bạn. Sao cài áo lên đi. Cũng vừa, cũng vừa, cũng vừa, cũng vừa, cũng vừa, bụng vừa. Vừa. Bụng hơi tập kia bao anh chịu khó cài vô cái đi anh. À, có nha. Để mình rồi. Bụng. Chà bá luôn. Vô vô chụp hình đó, chụp hình đó. Cho em ăn một tấm nha.
Quá trời đi gọi chụp về không có súng này. Thường tới gửi cho em nha Thường. Rồi. 1 2 3. Vô. Anh kiểu được kiểu dịch tay nha, dịch tay nha. Điện thoại em nữa. 3. Điện thoại kia. Điện thoại kia. Rồi. Cháy rồi nè, cháy rồi. Vô. Nhiều rồi. Rồi chụp từng người. Vô bàn trà, vô bàn trà. Hết giờ chụp hình nha anh em mọi người. Chụp tang.